Chuyện thứ 14, cư sĩ Lê Thị Thô, 71 tuổi, được giảng sanh. Bà Lê Thị Thô, sinh năm 1918, ấp Nhân Ngại, xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang. Bà có một người con gái là Phan Thị Liễm, sinh sống nghề nông, quá chồng năm 30 tuổi. Bà là cư sĩ tại gia, sớm chiều giữ phận tu cầu và chuyên lo niệm Phật. Bà dùng cha trường được 10 năm, phát bệnh và bỏ xác. Bà phát bệnh ngày 1 tháng 11 năm 1987, thời gian đau nặng bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 năm Mậu Thìn. Bà không ăn, chỉ uống nước suốt 8 ngày, nhưng tinh thần bà vẫn sáng suốt bình tĩnh, không lúc nào quên niệm Phật. Dấu hiệu giảng sanh. Vào đêm mùng 7 rạng mùng 8 tháng Chạp, trong khi con cháu và đồng đạo đã hộ niệm suốt năm đêm qua, bà rất hoan hỷ bảo cháu ngoại là Văn Thị Đẹp: "Cháu nên thường hộ niệm cho bà và dặn con cháu ở lại ráng lo tu niệm." Vào lúc 7 giờ tối đêm mùng 7, bà cất tiếng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?" Bà Bảy Hổ là một đồng đạo láng giềng nói: "Bây giờ là 7 giờ tối." Đồng đạo bên ngoài thấy bà miệng mấp máy niệm Phật không dừng. Đến 9 giờ, bà hỏi một lần nữa: "Bây giờ là mấy giờ?" Bà Bảy Hổ liền trả lời: "Bây giờ là 9 giờ, nhưng chị hỏi giờ để làm gì?" Rồi bà Hổ nói tiếp: "Chừng nào chị về Cực Lạc, hãy dành cho tôi ghế hạng nhì nha." Bà Thô mỉm cười và còn cho biết là từ 4 giờ đến 5 giờ sáng bà sẽ đi. Lúc bấy giờ cháu ngoại là cô đẹp nhắc: "Ngoại, ngoại nhớ niệm Phật nha." Bà mỉm cười và trả lời: "Ngoại khỏe thì niệm lớn, mệt thì niệm thầm trong tâm." Lúc này đồng đạo thấy bà chắp tay xá ngôi Tam Bảo. Đến 4 giờ bà liền niệm Phật ra tiếng 7 câu đủ 6 chữ. Còn 3 câu sau đuối sức, bà chỉ niệm Nam Mô Đà Phật, và tiếp theo bà niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Bà tự đắp mặt, tay trái chắp lên ngực, tay phải xuôi xuống, rồi dứt thở đi êm. Vào lúc 4 giờ 5 phút sáng ngày mùng 8 tháng Chạp cho đến 8 giờ làm lễ nhập mạch, nhưng ở đỉnh đầu vẫn còn nóng, qua sự khám nghiệm của nhiều đồng đạo, triệu chứng giảng sanh của bà Lê Thị Thô làm cho tất cả đồng đạo hiện diện đều hân hoan và công nhận bà đã được giảng sanh. Viết theo lời của cháu ngoại bà là Văn Thị Đẹp. Chuyện thứ 15, anh Lê Thanh Thúy, 33 tuổi, được giảng sanh. Anh Lê Thanh Thúy ở ấp Thượng Một, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, sống nghề mua bán tại nhà. Lúc chưa phát tâm, anh có tánh nóng nảy dữ tợn và hay quan chơi trụy lạc. Tứ đổ tường, anh không thiếu một vách nào cả. Đến 25 tuổi, anh được bạn rủ đi núi. Từ đó, anh phát tâm trường chay tuyệt sát, rửa tánh tu tâm. Anh thường nói: "Không biết thì thôi, chứ biết đạo rồi á, phải ráng lo tu sửa. Chứ để quan chơi trụy lạc, uổng phí một kiếp con người, và linh hồn phải vĩnh viễn chịu khổ đau, mà cũng tội nghiệp cho cửu quyền đợi trong nơi chính suối." Do đó, anh cải thiện rất nhanh chóng, từ chỗ hung dữ, nóng nảy, đánh chửi, anh đổi lại hiền lương, nhân ái, điềm tĩnh, có lễ nghĩa, rất siêng niệm Phật và cúng lại. Anh thường tham gia vào công tác xã hội và góp công để giúp đời. Sợ vợ không vui vì chuyện bố thí của mình sẽ không được hưởng phước báo. Vì thế, anh thường khuyến tấn và kể cho vợ nghe những gương hạnh của người xưa. Vì bản tính của đàn bà ít tu thì thường ham được có tiền nhiều, mà anh Thúy thì thích niệm Phật và buông xả, chứ không thích việc kinh tế gia đình. Thế nên, chị thường cằn nhằn và nói khích, có khi còn nặng lời. Lúc kể lại cho chúng tôi nghe, chị nói: "Nếu lúc trước á, mà tôi nói như thế là bị đòn không ít rồi. Thế mà anh ấy vẫn điềm tĩnh, đem việc đạo lý ra mà giải bài và nói, cõi đời là cõi tạm, thì mình ham làm chi cái giả mà đánh mất cái đạo, thật là uổng. Và có cái gì quý bằng cái quý ở cõi Cực Lạc? Thế nên ta hãy gấp rút tu hành, kẻo tử thần không dị." Do sự nhất tâm trao sữa, nên từ chỗ xã hội chán ghét, khinh chê, anh trở thành một thanh niên tốt.
từ trong gia đình cho đến ngoài làng xóm, ai cũng quý mến anh. Đặc biệt là dù bệnh hoạn thế nào, anh cũng không hề bỏ thời cúng lại. Chuẩn bị vãng sanh, đến năm 33 tuổi, còn 2 tháng nữa vãng sanh, anh giao hết chuyện gia đình cho vợ, chỉ lo niệm Phật và làm phước mà thôi. Anh thường nói, không tu thì thôi, chứ nếu tu rồi thì phải làm cho đúng nghĩa chữ tu. Đến ngày 22 tháng 5, anh không bệnh hoạn chi cả. Sau thời cúng chiều như thường lệ, khi anh đang coi chừng bán đồ cho vợ cúng, bỗng nhiên ánh sáng trên không chiếu xuống nơi anh đang đứng, và anh trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi. Vợ anh hoảng hốt la lên, chị hai bán bánh kẹp nướng bên đường và bà con chung quanh thấy ánh sáng chói lòa mà anh thì chết đứng. Họ tưởng anh bị điện giật, nhưng khi nhìn kỹ thì ánh sáng đó từ không trung chiếu xuống và bay thẳng về hướng Tây. Có lẽ do sự vãng sanh có triệu ứng tốt đầy mà trong gia tộc và người lân cận đồng phát tâm tu rất đông. Thuộc theo lời vợ của anh Thúy. Lời bình: Đức Tôn Sư đã dạy, chí toan gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan. Giải khuyên những kẻ ngổ ngang, biết câu lục tự dình đàn tứ ân. Thật vậy, dù ai có ngổ ngang thế nào mà chịu hồi tâm tu sửa, chuyên niệm hồng danh, thì nhất định cứu cánh sẽ về an dưỡng quốc. Kinh A-di-đà có nói, nếu ai chí thành phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nếu nay phát nguyện thì nay được sanh, nếu mai phát nguyện thì mai được sanh, nếu không phát nguyện thì không được sanh. Bởi môn tịnh độ rất thù thắng như thế, nên anh Thí là người mà quá khứ đã có một tội lỗi không nhỏ, nhưng khi giác ngộ và quyết tâm tu sửa, chỉ có 8 năm mà kết quả không bệnh, lại được thiện chung và có triệu ứng tốt, đã chứng minh là anh được đắc sanh tịnh độ. Chuyện thứ 16, anh Lê Văn Sâu, 24 tuổi, được vãng sanh. Anh Lê Văn Sâu quê ở ấp Phú Hòa, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Như bao anh em khác, Lê Văn Sâu thường đưa đò dọc từ Châu Đốc qua Châu Giang. Đến năm 20 tuổi, anh phát tâm lành, về thưa chới mẹ rằng: Thưa mẹ, con thấy cuộc đời quá giả tạm mỏng manh, vui ít khổ nhiều, mà con sống nghề đưa đò lại càng dễ chán. Hơn nữa, vì bạn bè của con đứa nào cũng vậy, mở miệng ra là chửi thề lỗ mãn, nên con xin phép mẹ cho con nghỉ làm ở nhà. Từ nay trở đi, lo ăn chay niệm Phật, cầu được giải thoát cho mình và cứu độ tổ tông. Từ đó, Lê Văn Sâu dốc hết tâm lực lo tu thân hành thiện, rất tinh tấn hành đạo và niệm Phật chuyên cần, đồng thời lại góp phần vào công tác xã hội. Hạnh buông xả của tu sĩ rất tự tại. Chuẩn bị vãng sanh, đến năm Đinh Tỵ, anh được ơn trên cho biết ngày 18 tháng 11 năm 1976 sẽ được vãng sanh. Bấy giờ anh Sâu viết thơ để lại cho mẹ và anh chị như sau: Nam mô A Di Đà Phật. Thưa má cùng anh chị, con được ơn trên cho biết là nay con được vãng sanh vì nhờ lòng chí thành niệm Phật. Con không muốn nói trước vì sợ luyến ái làm ngăn trở sự siêu thoát của mình. Thành khẩn cầu xin má hiểu, cõi đời là giả tạm, có hiệp tất có tan. Đó là định luật mà xưa nay mấy ai tránh khỏi. Như con được về cực lạc thì má cũng vui, nên con tha thiết cầu mong má niệm Phật làm phước nhiều. Đó là mục đích cứu cánh để được thoát khỏi cuộc đời đau khổ này. Khi con chết, bao nhiêu đồ đạc của con đều để hết lại, chỉ mang theo một bộ mặt trong mình mà thôi. Còn cái đồng hồ xin má đưa cho anh Út Khự để làm kỷ niệm. Em thiết tha cầu khẩn anh chị thương em là thay em nuôi má cho được chu toàn và luôn luôn xem kinh giảng để giải nghĩa cho má nghe mà tu. Mong anh Tư giúp cho em phần mộ có một tấm bia giá rẻ nhất. Trong bia ghi: Đạo là tất cả, Lê Văn Sâu chi mộ.
Lưu ý là liên hữu Lê Văn Sâu không có bệnh hoạn chi cả. Lúc anh mất, những người lân cận thức lo làm đồ để sáng đi chợ bán. Họ thấy ánh sáng từ không trung xẹt xuống nhà anh. Họ tìm đến coi chuyện gì lạ, thì mới hay là Lê Văn Sâu đã vãng sanh tịnh độ. Thấy sự mầu nhiệm này, nên người trong gia đình cho đến người lân cận, nhiều người phát tâm tu tịnh độ. Lời bình: kiếp sống của con người thật quá ư ngắn ngủi. Xưa kia chỉ có ông Bành Tổ sống quá 100 tuổi, chớ đời nay có mấy ai tròn 100 tuổi đâu. Đức Thầy có nói: mấy ai 100 tuổi ở đời, được như Bành Tổ mà rời lợi danh. Như trường hợp của đạo hữu Lê Văn Sâu, chỉ có 24 tuổi đời mà đã chết. Cũng có nhiều người nhỏ tuổi hơn nữa, khi tử thần đến thì cũng phải ra đi. Thế nên Đức Giáo Chủ có diễn tả cho ta biết: ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Tóm lại, tín hữu Lê Văn Sâu là một tu sĩ trẻ mà có tinh thần giác ngộ khá cao. Đọc lại bức thư cuối cùng của anh, ta thấy đáng khen ngợi và đáng học hạnh buông xả này. Một tu sĩ 24 tuổi đời mà được liễu đạo tự tại ra đi, và nhất là còn để lại cho đời 4 chữ: đạo là tất cả. Tuy ngắn gọn nhưng nó hàm xúc một ý nghĩa thâm thúy sâu xa. Khi luận về đạo, Lão Tử có dạy: có vật trước trời đất, không hình vốn lặng trang, là nguồn sanh vạn vật, còn mãi chẳng điêu tàn. Chuyện thứ 17, cô Nguyễn Thị Mén, 32 tuổi, được vãng sanh. Cô Nguyễn Thị Mén quê ở xã Tân Quới, quận Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Cha tên Nguyễn Văn Tròn, mẹ Quỳnh Thị Đẹp. Cô phát tâm tu lúc 19 tuổi, bởi cha cô là một cán bộ của nhà nước, mà cô thì lại xuất gia, nên gặp lắm điều trở ngại không nhỏ. Tuy không được cha mẹ ủng hộ, nhưng cô Mén cũng phải cố gắng giữ vững lập trường tu tiến của mình. Cô dựng lên một cái cốc ở gần nhà để cùng tu với một bạn đạo là Lê Thị Thài và chọn nghề chầm nón mà độ Nhật. Cô thường bị đau ốm liên miên nhưng vẫn chuyên tâm niệm Phật và cầu sanh cực lạc. Phát bệnh và vãng sanh. Đến năm 32 tuổi, bệnh cô càng trầm trọng, đồng đạo trực tiếp ủng hộ từ vật chất lẫn tinh thần. Vợ Sáu Hoàng, một cư sĩ tâm đạo, là người trực tiếp nuôi bệnh, hỏi cô Mén: dì có biết bổn phận của dì lúc này là làm gì không? Cô Mén đáp: biết, bổn phận của tôi là phải xả mọi duyên trần mà tha thiết niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đến ngày 25 tháng 6 năm 1985, cô mời cha mẹ đến và nói: thưa cha mẹ, con nay đã mãn số rồi, xin cha mẹ đừng buồn. Nếu ai không có xúc động thì ở đây hộ niệm cho con. Rồi cô nắm tay cha mẹ mà nói: thưa cha mẹ, trước khi ra đi, con muốn xin cha mẹ một điều. Cha mẹ hỏi: điều gì? Con cứ nói. Con muốn cha mẹ hứa với con là phát nguyện trường chay. Cha mẹ cô hứa. Cô cười rồi xoay qua người chị thứ ba nói tiếp: em chết rồi, anh chị nên phát tâm ăn chay trường, anh chị có hứa không? Anh chị của cô đồng hứa. Cô cười nói với cô Mỹ, vợ Sáu Hoàng: khi tôi chết, nhờ chị giúp tôi phần tang đám tuần tự cho được chu toàn. Cô Mỹ hứa: dì cứ lo phần ra đi cho được tốt đẹp đi, mọi việc tôi hứa sẽ lo xong. Cách đó mấy hôm, nghiệp cũng theo phá, khiến cô thèm đủ thứ. Nhưng nhờ đồng đạo nuôi và ủng hộ rất khéo, nên không có gì trở ngại. Căn dặn người thân xong, cô nói với người anh thứ ba:
Bộ anh ba không thương em sao mà không niệm Phật để hộ niệm cho em chứ? Anh ba nói, có chứ, anh niệm trong tâm. Cô cười nói, hộ niệm thì phải niệm lớn tiếng chứ niệm thầm sao được. Anh nghe cô nói vậy, khởi niệm lớn tiếng. Lúc này mẹ cô xúc động quá, không niệm hết 6 chữ mà chỉ niệm mô Phật. Cô nói, mẹ niệm còn thiếu, phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới đúng. Sau cùng, cô nằm nghiêng bên phải theo tư thế kiết tường, duỗi thẳng tay chân rồi dặn cha cô, con nằm như vậy đúng, cha đừng có sửa, cũng đừng cho ai đụng tới mình con, cho đến 4 tiếng đồng hồ rồi hãy tự tiện sửa lại. Nói xong, cô niệm Phật mà ra đi. Lúc đó, ông Hai Ngâu đang làm ở ngoài ruộng, thấy ánh sáng chiếu sáng lòa trên nóc nhà, ông tưởng là nhà cháy, ông chạy về la lên, mọi người đều trông thấy. Thì ra đó là hào quang của Phật tiếp rước anh linh tu sĩ Mén được trực giảng Tây Phương. Lời bình. Đọc qua mẫu chuyện này, ta thấy nữ tu sĩ có hai đặc điểm đáng được nêu gương. Thứ nhất, cô Mén mới 19 tuổi đầu mà rời xa các sự cám dỗ của văn minh, chỉ quyết chí tu hành cầu sanh tịnh độ, sửa tánh răng lòng, luôn chấp nhận cuộc sống an bần lạc đạo, không mến lợi cầu danh. Thứ hai, thế thường thì ai cũng kinh hãi trước khi tử thần đến với mình, còn tu sĩ Mén chẳng những không sợ hãi mà lại bình tĩnh sáng suốt và khuyên cha mẹ giác ngộ trường chai để tương lai được thoát khổ, như lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy: gần hấp hối tâm thần sao xác, trí dẫn dơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Chuyện thứ 18, ông Võ Văn Thơ, 78 tuổi, được giảng sanh. Ông Võ Văn Thơ sanh quán ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trước kia, ông cũng có gia đình một vợ, 9 con, đến 50 tuổi xuất gia, vào ở một ngôi chùa nghèo gần nhà ông. Vốn là một nhà nho, tính ít nói, tu kỹ lưỡng, thường khuyên nhắc con cháu và các người đồng môn, nên lấy chữ nhẫn làm đầu. Ông nói, người niệm Phật muốn đức hạnh mình không tổn giảm, ráng giữ hạnh là chớ cho ai giận, chớ mà giận ai. Ông trì kinh Pháp Hoa và chuyên hành môn tịnh độ. Chuẩn bị giảng sanh. Đến năm 78 tuổi, vào sáng ngày 29 tháng 3, ông kêu con trai út lại mà nói, bà sắp tịch, con cho anh chị con hay, và sắp đặt cuộc tang đám. Con ông hỏi, thưa ba, trong bình ba có sao không mà ba nói gì kỳ vậy? Ba không có sao, nhưng mà ba đã mãn số rồi con à. Ông út liền khóc. Thì ông nói, đừng khóc con ạ, cõi đời giả tạm, ai đến rồi cũng đi, đâu có gì bền chắc mà mong giữ mãi. Thôi con lo sửa soạn đi, 3 ngày nữa, tức là ngày mùng 2 tháng 4 là ba đi à. Đến ngày mùng 2 tháng 4, ông kêu ông út lại mà nói, khi ba tịch rồi, 30 năm sau sẽ có Phật lâm phàm độ thế. Con nhớ, khi có Phật xuống thế thì phải mau mau quy y mà tu hành theo giáo lý của Ngài. Sau này con cháu của con sẽ hưởng phước báo rất lớn. Ông tiếp, sau này chiến tranh sẽ lan tràn, nhân dân sống không yên ổn. Chừng đó con nên chạy lên tìm đất Phật, chứ đừng chạy xuống nghe con. Ông út nói, thưa ba, ba bảo con gặp Phật thì quy y, nhưng làm sao biết được ai là Phật? Ông nói, con nhớ nè, đúng 30 năm nữa có mối đạo ra đời, chủ trương đường lối đạo Phật, nhưng hình thức thì không giống, có biểu hiện là treo lá cờ già. Vị giáo chủ đạo này là Phật đó. Hiện giờ thì con cứ nối chí theo cha mà lo tích đức hành thiện, phụng thờ Tam Bảo và niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Còn việc làm ăn nên nghĩ đó là điều phụ, nếu mình có đức thì lo gì không được sự an nhàn. Đến sáng ngày mùng 2 tháng 4, ông bảo là nhức đầu, trưa lại là bỏ xác.
Khi ông thơ tịch rồi, con ông là Võ Văn Trưởng cũng lo tu tại gia, quy y với sư ông ở chùa Búng Tàu thứ 11. Vị này đức độ cũng cao cả lắm. Ông Trưởng sống nghề mua bán, có hai căn phố lớn tại chợ Búng Tàu. Đến năm 1940, ông đi bổ hàng tại chợ Cần Thơ, nghe người đồn của ông Tư Hòa Hảo ra đời cứu dân độ thế thuyết pháp, và họ còn nói ông Tư là Phật. Bấy giờ, ông Trưởng mới tìm diễn kiến đức thầy và nghe pháp. Nghe xong, ông vui mừng vô hạn, nhớ lại lời căn dặn của cha mình nói trước đây, đến năm 1939 là đã đúng 30 năm. Chính Ngài là vị Phật lâm phàm, theo lời tiên đoán của cha mình rồi, không còn nghi ngờ gì nữa cả. Về nhà, ông đến chùa bạch với sư ông về việc gặp đức thầy nghe pháp và nhắc lại lời dạy của cha mình 30 năm về trước. Nghe qua, sư ông gật đầu tươi cười: "Cha con quả là người có đức lớn, thầy cũng sắp tịch rồi, mừng cho con được gặp Phật dẫn lối tu hành. Con mau đến quy y với đức giáo chủ đi, Ngài chính là Phật nhận sứ mạng lâm phàm độ thế." Sư ông tiếp: "Đạo Phật ngày nay rất suy đồi, nhờ vị thầy này ra đời mà được hưng thạnh. 3 tháng nữa thầy sẽ tịch, con ở lại ráng nương theo chân lý của Ngài mà tu thì sẽ được hưởng phước báo sau này." Quả đúng như vậy, 3 tháng sau sư ông về núi Tượng mà tịch, không có bệnh hoạn chi cả. Thuật theo lời ông Võ Văn Trưởng, thân sinh của tu sĩ. Chuyện thứ 19: Cư sĩ Lê Văn Gián được giảng sanh. Ông Lê Văn Gián sinh quán tại Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, kết hôn với bà Nguyễn Thị Chót, sanh được 6 người con. Ông Gián có một đức tánh nhẫn nhục và thích làm việc xã hội. Cả gia đình ông đều ăn chay trường. Theo lời yêu cầu của vợ, ông Gián đưa bà đến chùa Hiệp Hòa ở xã Hiệp Xương để lo bề tu thân hành thiện. Vào ngày mùng 10 tháng 10 năm Kỷ Mùi, vì nhận thấy đời là bể khổ, kiếp sống vốn vô thường, thiên tai nhân họa, bệnh lão hành thân, tử thần không bỏ sót. Thế nên, ông luôn luôn thiết tha cầu sanh tịnh độ để chấm dứt cái khổ ở cõi ta bà. Phát bệnh và giảng sanh. Một hôm ông nói, trong mình ông sao kỳ quá, và kêu con cạo gió. Con ông cạo không thấy gió, mới đưa ông xuống xuồng đi chích thuốc. Đi khoảng 300 thước, bỗng thấy ánh sáng từ hư không rồi xuống ngay mình ông, rồi tủa ra đủ sắc màu hơn ánh đèn điện. Lúc đó khoảng 12 giờ khuya, ông đang ngồi theo tư thế niệm Phật ở dưới xuồng. Khi ánh sáng tắt thì ông bảo con đưa ông về nhà. Con ông nói, thưa cha, gần tới nhà y sĩ rồi, xin cha sáng đi tới chỗ để chích thuốc cho mạnh. Khi coi mạch xong, y sĩ nói ông không có bệnh, nên chích thuốc khỏe và bồi dưỡng mà thôi. Chích xong, con ông dìu ông xuống xuồng, về đến chỗ ánh sáng khi nãy, thì ông nằm theo thế kiết tường, duỗi thẳng tay chân, niệm Phật mà tắt thở. Chuyện thứ 20: Ông Phạm Văn Ánh, 88 tuổi, được giảng sanh. Phạm Văn Ánh, tục gọi là Bảy Cọp, sanh quán tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Lý do ngộ đạo: năm 1939, sau ngày đức thầy mở đạo tại xã Hòa Hảo, ông có đến tổ đình nghe ngài thuyết pháp và phát nguyện quy y. Từ đó, ông cố gắng tu hành theo đường lối của người tại gia cư sĩ. Hạnh tu, ông Bảy có đức tánh hiền lành chân thật và nhiệt tâm lo truyền bá giáo lý của tổ thầy. Ông được đồng đạo bầu làm trưởng ban phổ thông giáo lý xã Thạnh Mỹ Tây. Ông Bảy hết lòng dìu dắt khuyến tấn em cháu đi đọc giảng các nơi rất hăng say, không lười mỏi. Ông hợp tác với vài anh em có tâm đạo đi tìm kinh giảng của ai hư sách để đem đóng bìa và dán lại. Tuy tuổi già sức yếu, nhưng ông Bảy vẫn thường đi đây đi đó để cầu nguyện cho đồng đạo các nơi. Phát nguyện trường chay. Đến năm 1977, sau cuộc đi viếng Thiên Cấm Sơn, ông Bảy cùng bà Bảy phát nguyện trường chay và quyết tâm niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ.
Vì tuổi già sức yếu nên ông thường đau ốm liên miên. Dù cơn bệnh có hoành hành thế nào, ông vẫn kiên tâm niệm Phật. Nếu có ai đến thăm, ông rất mừng và cho đồng đạo biết là ông luôn niệm Phật không quên. Đến năm 1996, vào đầu tháng 9, cô Út Đồng đến thăm và nhắc niệm Phật. Ông Bảy nói: "Vốn liếng tôi có bao nhiêu đó thôi cô à. Lúc nào tôi cũng niệm luôn chứ không có quên đâu. Chừng tôi vãng sanh, cô nhớ có mặt đưa tôi đi nghe cô Út." Cô Út nói: "Chú cho biết ngày trước đi, trừ khi cháu vào thất thì không đi. Chứ nếu không thì cháu có mặt để đưa tiễn chú. Mà chừng nào chú đi?" Ông nói: "Tôi cũng gần đi rồi cô à." Thời gian không bao lâu, đến ngày mùng 8, ông Bảy kêu con là ông Tư Hưởng đến mà nói: "Hãy đưa ba về nhà cũ, đến ngày 14 tới là ba đi. Các con đồng xin cha để ngày rằm hãy đi, chứ ngày 14 xấu lắm." Ông nói: "Không được đâu, ba định đi ngày 13 kìa. Nhưng sợ các con chưa hiểu sâu nhân quả, bởi đạo hạnh còn kém cỏi, ngày đôm quải mà cúng mặn, tội nghiệp cho ba và cũng tội nghiệp cho các con. Nên chọn ngày 14 tới, chứ còn để rằm á thì tụi bay kéo qua ngày 16 để cúng mặn nữa." Thấy cha quả quyết đi ngày 14, bấy giờ con ông Bảy là cô Bảy Lệ và ông Tư Hưởng là y sĩ đi mua thuốc hồi sinh về chích cho ông. Vị thuốc hồi sinh này có tác dụng kéo dài thêm sự sống 25 tiếng đồng hồ. Dự định các con là để ông Bảy đi ngày rằm, nhưng đến trưa ngày 14, ông Bảy kêu con cháu đến tề tựu đủ mặt, chắp tay xá ba xá, niệm Phật lớn ba tiếng, rồi chắp tay vào ngực mà ra đi. Lời bình. Câu chuyện giảng sanh của ông Bảy khiến liên hữu chúng ta thêm phấn khởi và đặt vững niềm tin trên bước đường cầu sanh về lạc quốc. Bởi ông Bảy không phải là một cao tăng hiện đại hoặc là một tu sĩ thâm niên, mà chỉ là một cư sĩ tại gia. Nhưng có điều đáng lưu ý là ông rất nhiệt tâm lo cho đạo và tính sâu, nguyện thiết, hành theo tứ oai nghi. Bởi thế, chẳng những ông biết trước ngày giờ mà còn tự do định đặt ngày đi của mình như những người đi du lịch hay đi viếng thăm bà con vậy. Thế nên, ai là người trí nhớ cho, tử thần không hẹn ráng lo tu hành, một đời tính nguyện trì danh, xuống thiền tịnh độ tây thành an vui.